Yes. Trận thiếu thứ ba. Đây là Maxi trong tay kiếm thủ Trần Đức Biển, và bên kia Katha. Quán cho đánh giá là cũng ngang ngang nhau thôi, không quá lệch nhiều đâu. Katha và Maxi đối đầu với nhau. Và sau khi kết thúc cuộc đấu giữa Trần Đức Biển và kiếm thủ Nguyễn Công Danh, chúng ta sẽ đến với cặp đấu giữa Trần Văn Hùng và Nguyễn Anh Tuấn. Nguyễn Công Danh là một kiếm thủ đến từ Hà Tĩnh. Kiếm thủ đến từ Hà Tĩnh, mảnh đất khá là, nói thế nào nhỉ, một từ gì để miêu tả mảnh đất Hà Tĩnh này rất là cũng được. Thôi chúng ta hãy cùng trở lại trận đấu này nữa, mình sẽ không liên thuyên nhiều. Vài Maxi đối đầu với Katha. Maxi quả đầu 7 cây và đang chậm dần hơn so với đối phương, chậm mất khoảng 3 đến 4 giây. Một cánh rừng thông, một bãi vàng, cây gỗ không quá xa nhà chính. Bài đấu này thì tôi đánh giá là Maxi ưu thế khung. Maxi đối đầu Katha mà các bạn khung nhà ấy, thì các bạn cần thoải mái luôn. Có một cái hốc thôi, y thủ rồi là cần y Katha. Các bạn nên nhớ là y Katha nó sẽ nhiều máu hơn y Maxi. Đôi voi 7 hiệu đầu đã có dành cho người cầm Katharia như game thủ Trần Đức Biển. 7 hiệu đầu có 6 con, một đôi voi ở đây và thiếu đúng một đồ ăn nữa thôi là Maxi đã có thể ép đời tốt. Maxi thì lại có là một loại quân chống phù. Đáng tiếc rằng Maxi thì lại không có nhà phù thủy. Ê, nó mới khó chịu. Là một loại quân xứng kháng phù nhưng các bạn lại không có phù thủy để chơi. Rồi, như vậy voi đầu tiên nằm tại nhà chính. Một dân tách lên giò 12 giờ, một cái NH đi tìm thêm đồ ăn. Bây giờ thấy quả phụ nữa là mắc bêu rồi. Đôi voi 7 hiệu đầu. Mặt 12 giờ này thì không thấy gì cả, nhưng hướng ra giữa bản đồ là rất nhiều rừng. Giá như những cái rừng này nó co gần với góc 12 giờ hơn thì anh có thể khung nhà được. Một con NH nữa giò dưới này. Như vậy là vẫn chưa thấy gì cả. Có tới hai con NH. Đi giò là rất rộng. Chưa thấy tách dân được câu voi thứ hai về, đủ gỗ đóng hết đầu rồi anh ơi. Rồi đang tách dần ra con voi thứ hai về. Anh vẫn chưa thiết kế chiếc bé đầu tiên đây rồi. Vậy bắt đầu đóng ở đây. Vẫn chưa thấy thêm đồ gì ăn này. Ôi. À đây quả phụ đây rồi, nhưng mà nó cũng đã đủ đồ với vài Maxi này. Quả phụ hơi xa tí thôi. Câu voi về. Thì giờ rất may là không bị sư tử cắn. Rồi thịt nó. Gọn gà. Hai voi hiểu đầu và bãi quả phụ ở đây. Vâng, anh kéo dần đi ăn quả phụ trước à? Anh nghĩ nên ăn hiêu trước này. Hiêu gần vàng thì phi hiêu cũng được mà. Anh quyết định đi ăn quả phụ luôn rồi. Chúng em cùng xem timeline. Bên kia 22 dân dò 16% cho bài cái thủ Nguyễn Công Danh Katharian. Có vẻ bài khá được. Trong đó thì cái thủ Trần Đức Biển ra đang vẩy trước móng BG đi ăn quả phụ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, quả phụ ở đây tôi đã bảo ăn hiêu trước thì có phải là mát bêu hơn không? Nghe lời Hải Mazio thì đời đời ấm no thôi. Tại sao nghe lời tôi ăn về hiêu này tìm thấy luôn bãi quả cuối cùng. Thôi nói chung là lực càng khỏe hơn. Còn em bãi quả phụ ở xa thì lực nó vẫn khỏe. Bài này đánh 26 dân. À không, như vậy 25 dân. Chứ bài này nếu mà mình sẽ đánh 26 đến 27 dân luôn cho nó mát. Hãy quyết định không ăn hiêu mà ăn thêm bãi quả phụ 5 cây đây nữa. Bãi vàng đây rất là đẹp rồi. Hai quả phụ trong trận thiếu này dành cho người cầm Maxi. Dân nhà chính nó đầu đứng chơi. Kích đời rồi. Đấy kia đánh 25 dân dò 25% bản đồ. Như vậy bài Katha có vẻ xấu và nghiệt. Nhưng đội bạn có SH. Thế lệ nghiệt của đội bạn cũng bình thường, không quá cao. Dân ăn quả đang đứng chơi dành cho game thủ Trần Đức Biển. Thường thì khi các bạn kích đời xong ấy, thời gian rảnh tay các bạn nên kiểm soát lại tất cả những con nông dân của mình. Nhìn lại trên bản đồ con xem có những cái chấm xanh của mình ở đâu, nó đang làm gì và nó là cái gì thì sẽ là hợp lý hơn, để tránh những hiện tượng có những con nông dân đứng chơi, có những con nông dân không làm việc, hay có những con nông dân bị tắc, hoặc là các bạn quên dân ở đâu đó. Thì sau khi kích đời các bạn nên kiểm soát lại tất cả những con nông dân của mình, nhìn qua bản đồ con xem có bất kỳ chấm đen nào, kích vào một cái xem nó là cái gì.
Bọn nó đang làm gì? Tại sao nó đứng im? Tại sao nó đang di chuyển? Đó. Lên đời xong rồi. Đây là BM. À xin lỗi, đây là BL và đây là BM dành cho Trần Đức Biển. Lên đời sớm hơn. Đúng là như vậy. Bài Kata dò 30% bản đồ thì các bạn biết rồi đấy. Đây rồi. Nhà chính đối phương ở đây. Kích đời rồi. Bài kích đời trong đầu 10. Và bắt đầu đi ăn vàng. Có nguyên lực bấy hiệu để có thể khai thác nếu cần. Nhưng mà con dân này vẫn đứng chơi đấy. Quên dân rất là lâu. Ôi trời ơi, dân của anh còn đi lên đây. Đóng cái gì này? Đóng gì này? Bọn đang đóng cái nhà gì đây? Đóng nhà điều kiện rồi. Để đời khá là muộn dành cho Nguyễn Công Danh. Bây giờ thì ngựa giò đẩy ra. Công đang được lên. Giáp thì chưa nâng. Hai con dân đi dâng dâng lờ này để đâm đi ngược đây mà. Dâng lờ để đâm đi ngược vào nhà bài Maxe. Nhưng mình nghĩ nó sẽ bị xích thôi. Rất khó sống với con giò này. Rồi BL vừa đóng xong thì bị chọc vào luôn. Chạy đi đâu. Chuẩn bị nằm xuống những con nông dân này rồi. Vâng, vậy e giữ lại một dân. Rất tốt. Nhưng bị chọc xuyên đấy. Ăn được một dân rồi. Bị chọc xuyên tơ này rồi. Vâng, đen đấy nhở. Thôi không sao. Con giò có công mà không có giáp. Đang đứng chọc BE của đối phương. Đối phương còn một dân ở đây. Đây là con dân đi dâng nhà của đội bạn này. Vâng, giò đội bạn cũng đã có. Giò không công không giáp. Cái gì? Bạn làm sao? Như nào? Chơi. Nhưng cái tầm giò không công không giáp đi chặn cái gì đây? Giò không công giáp tí nữa thì bị súng chết à. Ăn tơn vẩy là gất này. Này, xin một con quẩy cho quẩy nốt con nông dân này. Lên đời rồi, được quyền xin quẩy các bạn ạ. Quẩy trước con nông dân đi dâng của đối phương. Bạn đen e chạy rồi. Tìm đi thôi. Không biết nó chạy đi đâu, đang mid e. Bằng vẽ ruộng ở xa nhà chính để tránh đối phương phát hiện. Ngựa chém đã có. Không tìm thấy dân đối phương ở đâu và sẽ có gì. Nhưng mình nghĩ cái bài này thì Maxe nên chơi 2L ra một vệt. Nên 2L một vệt thôi. Dân đang ngáo. Rồi tí máu. Còn ném chết ngựa giò rồi. Và anh bắt được dân đàn hoàng đối phương. Rất tốt. Đã có một y. Và đội bạn có lạc đà. Và anh nắm vẩy e để bò nhỏ bãi gỗ của mình lại. Còn lạc đà không... xin lỗi, lạc đà có công và nó không có giáp. Nhưng ngựa chém như này thì không chơi được rồi. Trong đó anh đang chặn được dân đàn hoàng đối phương. Thì đối phương cũng chưa có bánh xe. Và y đã có đẩy về thủ nhà thôi. Đi kê. Vâng, cần phải vẩy e bãi gỗ vào. Nhanh còn kịp. Thêm một cái e nữa. Ok luôn rồi. Bãi vàng đã kín thì cho dân đào vàng đi anh ơi. Bắt được hết dân đàn hoàng đối phương ở đây. Tham lai vẫn đang 31/52 dành cho cái thủ Trần Tiền. Nhưng dân của anh cũng đang bị đối phương chém. Y đi đâu này? Chú ý con Y kìa anh ơi. Và ngựa chém bị chém chết rồi. Đây Y đây. Giải quanh khu vực này luôn. Tìm dân đàn hoàng đội bạn nào. Một bài đấu mà lên đời sớm hơn dành cho người cầm Catharian. Đây là bãi gỗ đối phương vẫn chưa bánh xe. Ăn thêm 3 dân nữa hợp lý. Vâng, y chiến chết lạc đà tên này chắc chắn chết, không thể nào sống nổi. Chiên cả BL đội bạn luôn. Sau nhiều chém ra anh ơi. Bây giờ sau khi chém đi quản anh mới chỉ cho một giò một chém đi quản thôi. Cái độ hiệu quả nó đang là cực kỳ cao. Trời, quẩy quẩy chết lạc đà nó vãi cả nồi ạ. Vâng đây đây. Quẩy quẩy chết có lạc đà luôn. Đây rồi. Đây 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 bãi vàng đây. Trên này có tơ ra đàn hoàng. Bãi vàng này thì kín rồi đấy. À đây 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 đây. Như vậy thấy bãi vàng thì tìm ra thêm tơn dân đàn hoàng nữa đối phương. Vẫn chưa có bánh xe dành cho người cầm Catharian. Mà bây giờ thì ngựa giò và ngựa chém nó sẽ phay. Nhưng ngựa chém này ngu thế. Dân đấy thì chém nó đi. Bài 30/64 vẫn chưa lên được bánh xe. Và tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho game thủ Trần Đức Biển trong cuộc đối đầu với game thủ Nguyễn Công Danh. Trận chém tốt dành người cầm Macedonian. Thế này thì có gì đây rồi. Vâng, đây cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư trong cuộc đối đầu này. 2-1 dành cho Trần Đức Biển.